Ooh. Ooh. Oh no. Man kan inte göra så där. Jag vet inte det skulle vara med det.
Hello everyone, it's fantastic. Oh no. Vet inte skulle vara med det. Ja, det som inte du vet att det är med Martin TV, sådär. What? Oh no. Det är med marken TV, så där vet inte vi skulle vara med det.
Wow. Nice. Hello. Hello. Huh? Oh no! Nice. Woohoo! Oh no! Huh? Thank you.
nice. Đấy. Cái gì đấy? Xăng à? Được cái gì? Được cái gì? Tôi chói quá, tôi che nữa nha. 3, 2, 1, trừng. Không, không, không. Bạn mở, mở mắt thôi chứ đừng vội vậy. 3, 2, 1. Đi vào chói. Đi được cái lấy cái ô, nhưng ô thì mất sáng. Đây. 3, 2, 1. Chói thật. À, ừ, thế bây giờ như này tôi bảo. Đây. Ừ, đứng qua. Đấy nhá, bạn thế. Bỏ mắt cho chói quá bạn. Che che này xong bạn ngồi dậy, ok chưa? 3, 2, 1. Ngồi dậy. Rồi. Okay. Dậy. Đeo. Đi còn mày outlet. Đeo. Mở mắt ra nhìn rồi. Đeo. Rồi, nice. Vũ đội phục lên, đội. Cú xuống lấy. Cầu lên. Chậm, 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 chậm. Làm. Lại, 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 lại. Làm. Rồi. Làm.
sao giờ dậy, dậy luôn nha. Bật dậy luôn đấy, ngồi dậy luôn. Hai ba. Hai ba. Hai ba. Ba bốn. Nhọc cá mà lấy. Kinh ác phát đi. Tao con nghiện này. Con đi. Con ơi, con đó. Con ơi, con tranh nhau rồi. Luôn. Bình tĩnh nào mọi người ơi. Quyết tâm lại đi, quyết tâm lại đi. Ngoài nhiều. Đừng đá cho thằng Giang nữa, đá thằng Hiếu ấy mới ăn được. Có thằng Mạnh này. Thằng Mạnh cứ đè chân phải nó mà đá vào là nó thua. Ấy, thấy chưa? Có dính không nhỉ? 15. Chắc không dính không? Đúng rồi, dính rồi. Đấy, tôi. Đi đến. Đợi, chắc tay tôi. Hai, dính chung em ơi. Dính không? Dính rồi, dính rồi. Dính rồi, bắt đi. Sao lại là ai? Chứ có... trên mà, trên nè. Mạnh. Mạnh thằng cầu luôn à. Hãy đi cầu. Mạnh nó đang tâm lý rồi, cứ đè Mạnh ra phát đi. Ấy. Ấy, ăn rồi. Cố lên, cố lên. Đấy, thấy chưa? Thấy cánh, thấy hai cánh hợp lý chưa? Cứ Mạnh với lại Hiếu và Táng. Trả lại Mạnh luôn. Mạnh tiếp. Cho thằng Mạnh. À chả, cứng à. Cho phát nữa. Cứng à. À chả, đổi cho Hiếu. À chả. Ây. Thọ bình tĩnh nào. Bình tĩnh đi. Đừng dùng lực nhiều quá. Đừng đá cho thằng Giang. Đừng đá cho thằng Giang. Cứ đè hai thằng hai này mà đá thôi. Thấy chưa? Giang ra thế cơ mà. Đấy. Mới lại đi em. Trong hay không là để trọng tài người ta nói nhá. Hay quá. Đều ơi, ba đều. Hay quá. Hay quá. Có thế nhúc đỡ được rồi bạn. 14 13. Lên đi, lên đi. Tiêm này 3 tiêu 1. Thôi.
16, 13. Hay quá nhờ đặt kèo thôi. Đừng đá cho Giang. Giang nó dập cho. Bảo rồi đừng dùng lực nữa. Đưa cầu đi thôi.